ham sống là một bản năng mãnh liệt, và chết chóc là một nỗi cực khổ. Ghê gớm của chúng sanh. Thế nên sát hại chúng sanh là một điều ngăn cấm thứ nhất trong giới luật của đạo Phật. Vì Đức Phật biết rõ sự giết hại chúng sanh là một điều không may mắn, không an lạc và không hạnh phúc cho kẻ giết hại, và chính nó là nguồn gốc tạo ra thân này. Nhân giết hại chúng sanh là nhân tạo ra thân mạng mình. Nói một cách khác, chúng ta có thân, đó là quả của hành động giết hại chúng sanh. Và cũng vì thế, khi có thân phải thọ lấy nhiều thứ khổ đau không thể đếm hết được. Không giết hại chúng sanh là một giới cấm rất quan trọng của đạo Phật. Đó là một điều răng cấm khiến cho chúng sanh thoát khỏi thân phàm phu ô trược và không còn lưu chuyển sanh tử luân hồi nữa. Bởi vì giết hại chúng sanh là một cái tội cực ác, xâm phạm đến tính mạng, cướp lấy mạng sống của chúng sanh, nên con người không thể nào thoát khỏi sự sanh tử. Nhân đản mạng chúng sanh thì quả phải thọ lấy sự tử vong. Bởi vậy, cướp lấy mạng sống của chúng sanh, dù là loại côn trùng nhỏ nhít nhất như kiến, trùng, dế, mạc, rận, rệp, chí, vân vân, chính là tạo cái quả cướp lấy mạng sống của mình ở mai sau. Xưa Ngài Cao Văn Thế Tôn cứu 98 người lái buôn đồng hành trên thuyền. Ngài nhổ cây trụ cầu đập chết tên cướp. Sau khi Ngài đắc đạo, thấy gươm bay trước mặt qua lại, Ngài biết cái quan gia tiền kiếp. Ngài liền đưa bàn chân ra chịu, gươm chém nhầm ngón chân chảy máu để trả nợ máu cho xong. Sự giết hại chúng sanh dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không mất. Khi thời tiết nhân duyên đến thì quả báo tự phải thọ lấy. Theo lời Đức Phật trong kinh giáo thì sự sinh ra con người và vạn vật cũng như chư thiên đều do nhiều nguyên nhân kết hợp, nhưng nguyên nhân chính là đản mạng chúng sanh. Nếu một người từng giết người không gớm tay, không sợ hãi, không dày dò bởi lương tâm, thì chắc chắn người này sẽ sinh ra loài súc sanh để trả cái nhân giết hại. Người Trung Hoa có tương truyền một chuyện huyền thoại: ngăn người hung sát người hay sát hại chúng sanh. Một gia đình kia mổ heo làm thịt, thấy hai lá phổi của con heo có hiện hai chữ Tào Tháo. Họ thất kinh hồn vía. Cả đời Tào Tháo chỉ gây nên chiến tranh tàn sát, chẳng đem lại chút lợi lạc cho ai. Phải chăng giết hại đó mà đời đời phải làm thân heo và trâu bò, khi chết trên hai lá phổi còn ghi danh tánh rõ ràng để cảnh tỉnh người sao chăng? Làm thân heo chó gà vịt cá tôm vân vân
sau khi chết phải chịu phân thây cắt tiết, thật là đau khổ muôn vàn. Ở quê thầy Trảng Bàng có hai vợ chồng ông X chuyên làm nghề đồ tể mổ heo mổ bò. Do nghề này ông bà làm ăn cũng khá khá, nhưng có điều con cái thường hay đau ốm, không lúc nào chấm dứt bệnh tật. Hễ người này mạnh thì tới người kia đau. Một hôm hai vợ chồng đánh xe bò đi mua heo về làm thịt. Vì là thời chiến tranh, trên đoạn đường xe ông phải đi là một bãi mìn. Ông chờ cho những xe khác qua trước rồi ông mới lần lượt theo dấu xe đi sau. Bốn chiếc xe bò đi trước đã qua rồi, thấy được bình an ông liền cho xe theo sau. Nhưng xe ông cán phải mìn nổ tung, cả vợ lẫn chồng đều tan xác, không còn tìm được một mẩu xương nguyên vẹn. Luật nhân quả rất công bằng, dù ông có khôn ngoan thì ông cũng phải trả nghiệp. Trên đường tơ kẻ tóc, bốn chiếc xe kia vẫn thoát nạn. Đó là không gây nghiệp nhân xấu nên vẫn tránh được miệng. Chúng ta không phải bận tâm tránh đạn né bom, cầu mong an vui hạnh phúc mà được. Chỉ nên bận tâm lo tránh tội ác. Chính tội ác mới chiêu cảm sanh tử, mới chiêu cảm thọ thân sao, mới chiêu cảm hầm trong bom đạn khói lửa, quả quạt thủy tai, hoặc tai nạn này tai nạn khác đến với chúng ta mà thôi.